Rồi, hôm nay là cái buổi tôi muốn nói thêm một chút nữa về 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 sâu và làm cái buổi tổng kết lại cái hai cái kiểu dữ liệu chính trong bản thân mà có trong chương trình là kiểu dữ liệu list và dữ liệu sâu. Nhắc lại, dữ liệu list chính là dữ liệu mảng. Giờ thì trước khi mà tổng kết lại, mà tôi sẽ làm một số cái bài tập mà tôi đưa lên cho các bạn ấy, thì sẽ làm một vài bài tập mẫu để các bạn xem nó như thế nào nhé. Bây giờ nói về sâu trước, là nói về sâu nhé. Thì ở trong Python thì sâu là một dãy các cái tự Unicode nó loại nhé. Tôi có thể viết lại Hà Nội như thế này. Thế bây giờ mới hỏi rằng là khi tôi viết như này thì có cái điều gì cần chú ý hay không? Mà có phải chúng ta viết ra bất cứ cái gì ở trên màn hình là nó in ra đúng như vậy hay không? Và nó có bao giờ gặp lỗi hay không? Đây thì cái này là trả lời nhé, là đúng như vậy, là không phải là mọi cái tự Unicode chúng ta viết ra trên màn hình là in ra đúng như vậy, thì là không phải như vậy. Lấy ví dụ như này nhé, thậm chí nó có một số những cái từ một số ký tự rất đặc biệt chúng ta phải chú ý. Cái này là cái mà trong sách giáo khoa không nói, nhưng mà tôi sẽ nói thêm để nếu mà trường hợp chúng ta gặp trên thực tế, học sinh nó gặp mà nó gặp lỗi như vậy thì nó sẽ chúng ta xử lý như thế nào. Đây thì đây là cái cách mà ví dụ tôi viết bằng cái sâu như này, tôi mô tả một cái đường dẫn, ví dụ nhé, một cái đường dẫn như này, tôi lấy ví dụ một cái đường dẫn như này, ví dụ như vậy, thư mục là user hay nó là admin, ví dụ như vậy nhé, cái thư mục chúng ta hay mô tả chỉ là trên thực tế, ví dụ như vậy. Đây là một cái sâu bình thường, Unicode bình thường luôn, chúng ta enter này, nó tức là nó báo lỗi. Thì như vậy suy ra rằng là không phải mọi ký tự mà chúng ta viết lên trong cái ở trong cái sâu của Python là nó đúng như vậy, là viết được ngay. Thì đây là một số những cái có những tính đặc biệt của Python. Thế chỗ này nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà thôi, tôi xin tạm luôn nhé. Nó phức tạp là cái gì? Tức là ở trong Python ấy, ở trong cái sâu Unicode ấy, thì có một số các cái nhóm ký tự đặc biệt nó dùng để điều khiển cái sâu đó, mà chúng ta không thể viết đúng như vậy, viết như vậy là sai. Thì ở trong cái sâu trên này thì các bạn thấy nó có cái sâu là nó có ký hiệu là chéo u đấy. Thì như vậy là cái chéo u này này là một ký tự điều khiển. Cái này là chỗ rất đặc biệt nhé, cho nên chúng ta chú ý là nó không được, nó chúng ta phải chú ý cái đó nhé. Thế thì cái cháu u nó nghĩ nghĩ là gì, nhưng mà chú ý thế này là tôi ấn enter nó sẽ là sai. Đấy. Thì ở trong Python thì cái nhóm các cái ký tự mà dùng điều khiển đó thì người ta gọi là dãy thoát. Thì ở trong Python thì tôi viết lại đây là cái dãy thoát nhé, dãy thoát trong sâu trong khi thì ở trong trong Python thì dãy thoát là một cái dãy đặc biệt mà nó dùng để có ý nghĩa đặc biệt, ý nghĩa riêng. Thì chúng ta chú ý qua đây nhé. Thì dãy thoát là gì? Dãy thoát là cái dãy mà theo định nghĩa của Python là nó bắt đầu từ cái dấu như này, dấu chéo như này. Nó bắt đầu từ cái dấu này. Thì khi mà gặp cái dấu này thì lập tức là máy hiểu à, đây là chuẩn bị một cái dãy thoát, và chúng ta phải rất chú ý. Thì tôi mô tả thêm một vài cái dãy thoát nữa nhé. Đây. Ví dụ tôi mô tả là S đây. Ví dụ mô tả S là như thế này. Nhà xong là chéo xong là nội vị này, thì lấy ví dụ như nhà này đây nhé. Thì cái dãy này thì là nó không lỗi, không 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 có lỗi như ở trên nhé. Nhưng mà tôi print print s ra, bạn thấy nó không hiển thị chữ kia nữa, mà nó hiển thị như này, chữ hà và chữ ội là đúng rồi. Như vậy suy ra là cái dãy chéo n này là cái dãy thoát đặc biệt.
Đó, thì bây giờ tôi sẽ mô tả một vài cái giải thoát chính nhé, ở chỗ của sâu ở trong Python, và chúng ta chú ý là khi mà chúng ta mà xử lý thì chúng ta chú ý như này nhé. Thì viết ra ở trên này thôi. Đây. Cái giải thoát này là nghĩ này, để tôi lấy viết ra đây cho các bạn hình dung nhé. Bạn thấy viết cái này luôn. Như vậy khi mà chúng ta viết đây. Như vậy là cái tự chéo n thì đây chính là cái giải thoát là xuống dòng. Bất cứ ở đâu mà chúng ta thấy cái tự này là nó không lỗi, nhưng mà đây là cái tự điều khiển xuống dòng. Tại vì tôi viết đây nhé, tôi viết là Việt Nam nhé. S thì bằng Việt Nam chéo N. Quốc xong chéo N. Tươi đẹp, lấy ví dụ thế nhé. Chéo xong tươi đẹp. Đấy. Khi thì viết như này thì vẫn bình thường, may mắn nó không lỗi, được chưa? Nhưng khi mà tôi print nó ra, print cái S ra, các bạn thấy là chỉ là có chéo N thì nó xuống dòng. Việt Nam chéo N thì là để Tổ quốc tươi đẹp. Đấy. Được chưa? Trước thì chúng các bạn chú ý là tôi đã từng nói là khi là trong những cái mô tả, trong những cái mô tả của cái câu thì có ba cũng là con hoặc là dùng một dấu nháy đơn, hoặc là một dấu nháy kép, hoặc là dùng ba dấu nháy đơn hoặc là kép. Thì nếu chúng ta dùng ba dấu nháy đơn hoặc dấu kép, ví dụ như này, Hà Nội, Việt Nam, cái hai của ba dấu nháy kép là gì, là chúng ta có thể xuống dòng thoải mái, cho phép cho xuống dòng. Như vậy là cái dấu dấu nháy ba dấu nháy kép ấy, khi chúng ta gõ một sâu chúng ta được phép xuống dòng thoải mái. Đấy, xuống dòng nhé, xuống đây, xuống đây. Hà Nội xuống dòng nên là hôm nay tôi đi chơi nhé, tôi đi chơi xong lại xuống dòng nhé. Ví dụ như là Việt Nam, biết thấy vậy. Xong tôi ba dấu nháy thì máy vẫn hiểu như thường. Như vậy là riêng đối với ba dấu nháy kép hoặc là ba dấu nháy đơn ấy thì chúng ta được phép xuống dòng thoải mái mà máy vẫn hiểu. Bây giờ enter này, enter, bây giờ kiểm tra cái s gì đấy, thì các bạn thấy là khi ta xuống dòng ấy thì máy chèn vào đây cái dấu là chéo n. Như vậy dấu chéo n chính là cái là cái tự thoát mô tả cái xuống dòng. Hôm nay tôi đi chơi đây này đấy. Như vậy khi chúng ta mà gõ một số ký tự thì bất cứ chỗ nào mà chúng ta chèn vào cái dấu chéo n thì đó là cái xuống dòng. Chưa? Bên bên nó thêm phải xuống dòng thì bên nó lại cái này nhé. Thì riêng khi chúng ta viết chương trình ấy, thì riêng cái dấu này này, cái dấu này này, cái ký tự này này thì nó có ý nghĩa như là một cái có ý nghĩa thêm, tức là như là một cái chú thích. Đó. Như vậy ở trong chương trình của Python khi chúng ta viết chương trình ấy, thì có hai cách chú thích. Một là chúng ta dùng cái dấu này. Đây là chú thích của chương trình nhé. Chú thích một. Thì cái dấu thăng này là chỉ comment là từ vị trí này đến cuối dòng thôi. Nếu chúng ta mà muốn viết comment, viết chú thích trên nhiều dòng thì chúng ta viết một cách này. Đấy, chúng ta viết thoải mái đi. Đấy, đây là chú thích. Chú thích thêm nhiều dòng. Thì như vậy là cái đấy, xuống dòng chúng ta máy vô tư nhé. Như vậy đây là cái chú thích ở trên một dòng, còn cái dấu này này là chú thích trên nhiều dòng. Đấy, như vậy chú thích trên dòng là chúng ta mô tả một cách là viết ba dấu nháy kép liền nhau, mà sau đó chúng ta là viết vô tư. Cái đoạn ở giữa này là giữa chúng chính là cái phần là comment. Bây giờ quay lại cái này nhé, thì khi mà chúng ta là viết một sâu trên màn hình ấy, thì chúng ta được nên muốn muốn xuống dòng thì chúng ta cứ enter thoải mái. Chúng ta phải mô tả sâu đó bằng 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 dấu ba dấu nháy kép, hoặc khi chúng ta viết bằng một dấu nháy kép bình thường thôi thì chúng ta sẽ chèn vào đó cái ký hiệu chéo n. Những ký hiệu chéo n chính là ký hiệu gì, chính là cái ký tự, là ký tự là gọi là cái tự điều khiển, hay là cái gọi là dãy thoát. Thoát
Ta thêm một chút nữa về tần đạo nó về sâu. Thì khi mà chúng ta mô tả một câu mà nó quá dài ấy, trên màn hình lập trình ấy, kéo dài ra mà nó sẽ che lấp cái phần phần bên trái đi, thì chúng ta có thể là gì? Chúng ta vẫn viết, chúng ta có thể xuống bằng cách là xuống dòng, nhưng mà máy vẫn hiểu là trên một dòng mà cái đó không phải là chéo n. Ví dụ như tôi viết là như này, Hà Nội nha. Bây giờ tôi có nó dài quá rồi, thì làm như sau, tôi viết dưới chữ này thôi, tôi enter, tôi viết là Việt Nam như này, Việt Nam xong một cái chéo không thôi, chéo không thôi nhé. Anh Hùng, ví dụ như vậy nhé. Thì đây là cách viết mà một sâu trên một hàng ngang, nhưng vì nó dài quá thì tôi muốn xuống dòng thì tôi chéo một cái, chéo một thôi, thì máy vẫn hiểu, máy không hiểu thì máy vẫn hiểu là đây là một dòng chứ không phải chéo n nhé. Đấy, bây giờ tôi enter này, enter bs thì nó vẫn là trên một dòng, nhưng vì nó dài quá, vì tôi viết vẫn cần nhập cái sâu và nó rất là dài, mà để trong dòng thì nó quá dài, không tôi sẽ chéo một cái, tôi enter xuống thì nó vẫn 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 là trên màn hình nó lên xuống dòng, nhưng mà máy mới hiểu nó trên là nó là một dòng thôi, nó là một sâu trên một hàng ngang rồi. Đấy, như vậy chúng ta biết đầu tiên là cái dãy thoát là dấu chéo n, là khi xuống dòng. Bây giờ tôi làm một cái dấu chéo thứ hai nhé. Đây, xong chéo T đấy. Enter. Thì cái dấu chéo T là nó chỉ ra là một cái dấu tác, là một cái dấu tác, một cái chéo T nó là tác. Đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại xem vì sao cái chữ CU này là sai lại nhé, là lỗi nhé. Vì như này máy hiểu như sau. Máy hiểu là khi mà chúng ta viết là S thì bằng chéo U. Chéo U thì sau đó chúng ta phải mô tả. Đây là cách 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 mô tả biểu diễn một cái chữ Unicode. Ví dụ Unicode là chúng ta bị Unicode là sau đó là phải một là phải một cái số là phải bốn chữ số. Dưới dạng là hex mô tả cái tự Unicode, ví dụ như là 10A10AF chẳng hạn, là tôi viết như vậy. F thì khi tôi enter như này thì cái F của chúng tôi cũng nó sẽ làm cái như vậy, cái ký tự đây này, đây là ký tự mà rất là trong vào phím chúng ta không có, thì chúng ta dùng cái cách viết này, đây là cách viết một cái tự Unicode Unicode nhé. Thì cách viết như sau này là chéo u u đây là u chữ chữ thường, sau đó là bốn bốn chữ cái thuộc dạng hex, dạng là hệ 16 bit. Đấy, như vậy đây là ký tự Unicode thứ là 10AF trên cái hex hexa. Thì đây là ký tự đó, các bạn thấy như vậy nó rất là đặc biệt như vậy nhé. Còn nếu mà chúng ta mà viết mà s thì mà bằng như này, chéo mà u lớn thì sau u lớn chúng ta sẽ phải có là tám tám ký tự, tám ký tự hex, ví dụ như là 1 2 3 4 nhé, 5 6 7 8 mà như này, thì nó là một ký tự không phải ABCD. Một nó là 32 bit, tức là bao nhiêu, không phải là 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì để viết lại cái từ này nhé, xem nó là như nào. Tức là với nếu là u nhỏ thì nó là bốn ký tự, bốn ký tự, còn với 32 bit lớn với nó là u, thì là chắc nó phải nhỏ hơn. Để tôi kiểm tra lại một chút này. Cái tự Unicode thì nó phải như này nhé, cái này tôi thêm một chút thôi. Này, tôi sẽ lại cái bảng đầu đầu cho một chút, tôi xem lại cái em đây đây, tôi sợ màn hình lên tôi xem lại một chút nhé.
Đây này, cái đèn này sai là vì tôi để nó quá lớn. Đây thế này nhé. Bây giờ cái tự U nó cốt nó phải như này, ví dụ đây nhé, bằng U này nó phải nằm trong là 100. Lấy như vậy, sao có được không? Kiểm tra lại có được không nhé? Đây này được. Xin lỗi. Không nhầm. Đây, tôi chưa dùng bao giờ, tôi xem trên máy kiểm tra lại một chút có được không nhé. Đây nó phải là chéo U này, chéo U lỗi không, vẫn bị lỗi này. Ông sáu năm đây là do mình chọn cái điệu sai, còn mình có tắc là U lớn là sau đó là một cái từ cho tôi tìm hiểu sau nhé, để tôi tìm ví dụ sau. Cái này là nó làm một cái tự nó làm cái số 32 bit hex, nó là như vậy nhé. U nhỏ thì là nó làm 16 bit hex, nhưng mà nó ra đây là khi mà chúng ta sau cái chéo mà U lớn và U nhỏ thì đó là mô tả một cái tự Unicode, nó là như vậy. Đấy. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ nói thêm một số những cái các cái tự khác nhé, chúng ta hình dung nhé, các cái tự thoát khác này. Về cái bảng chúng ta hình dung tính tôi chúng ta làm lại nhé. Như vậy là sau này bây giờ tôi mô tả các cái bảng này, một số cái tự dạy thoát Unicode, dạy thoát của sâu, xin lỗi, của sâu trong Python. Khi chúng ta mà gõ một cái sâu chúng ta phải chú ý thì như này nhé. Đây tôi mô tả các bạn kê đây một số những cái chúng ta chú ý nhé. Đây khi viết chữ N thì đó chính là cái tự điều khiển xuống dòng. Đây, nhắc lại chéo T thì đó là cái tự đó là tạo ra một cái tab, tạo ra một cái tab. Đúng rồi, bây giờ tôi mô tả thêm một cái nữa nhé. Đây chéo U thì nó phải là sau đó là nó phải là 1 2 3 4, làm đó là cái tự Unicode. Thì nó là x là một cái số mà là 16 bit hex. Còn nếu mà nó là U thì nó U lớn thì nó là 1 2 4 5 6. Đây, chúng ta hiểu thêm nhé, nó là ký tự Unicode, là ký tự Unicode đấy, rất đặc biệt đấy. Trong đó cái x x này là số 32 bit hex, cho nó khá phức tạp luôn nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả thêm các cái tự khác này trong cái tự khác của cái khi chúng ta viết chéo mà có một dấu phẩy như này thì đây chính là cái tự dấu phẩy. Nhưng mà chúng ta mới biết thêm nhé. Như vậy nên chúng ta muốn mà một là trong cái sâu mà chúng ta muốn mô tả một cái dấu phẩy không thuộc vào dấu nháy đấy, không thuộc vào bên ngoài, nó là cái gì, chúng ta dùng dùng cái tự thoát này. Để tôi lấy ví dụ nhé, thì là ví dụ tôi viết như này, s thì bằng này bìa một nháy này nhé. À, mẹ nói em nói sau đó đi mở mở nháy, mình biết đây là sai ngay, ta phải chéo mở nháy thì được, mở nháy con yêu mẹ sau đó là gì, sau đó lại chéo chéo nháy thì đây chỉ là dấu nháy nữa, sau đó là đấy, thế này được nhé. Nên là đây là tôi viết sai, tôi viết lại nhé, chỗ bên ngoài cùng cũng phải là một nháy nữa thì đúng là rất là dễ sai. Đây là một nháy luôn, nháy một nháy này. Ở đây chúng ta viết là một,
Để một nháy không thôi thì máy sẽ hiểu là đóng của cái này lại, đóng của cái này lại, nhưng mà thành ra chỗ bên ngoài này bị lỗi. Chúng ta để chéo như này thì hiểu đây là cái dấu nháy nhé, dấu là một nháy. Con yêu mẹ là một nháy nữa, ở bên ngoài này là một nháy. Đấy, thì mày vẫn hiểu. Enter. Đấy, thì vì S thì là cái này, S thì trên là nó, em nói con yêu mẹ. Đấy, được chưa? Đấy. Như vậy là đây là một cái tự, đây là một cái dãy thoát mô tả. Chúng ta chuyển cứ dãy thoát là bắt đầu bằng dấu chéo, dấu chéo như này. Đấy. Được chưa? Như vậy này. Tiếp theo là nếu mà cái này mà nó là nháy kép thì nó chính là mô tả cái nháy kép. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Mô tả cái nháy kép. Đấy. Cái này là cái rất hay. Tiếp theo này, bây giờ nếu mà chúng ta gõ hai cái này thì nó chính là mô tả cái dấu này, là cái dấu. Như vậy thì bây giờ tôi muốn viết lại cái mô tả cái đường dẫn là C2 chéo user admin thì làm như nào, thì làm như sau. S thì bằng mở nháy 2 chấm chéo. Bây giờ mô tả cái gạch thì chúng ta viết là đó thì thoải mái, được chưa? User xong gì chéo chéo admin. Thì vô tư đấy. Nhưng mà đây chúng ta để đây chúng ta để một nháy thôi, một 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 cái chéo thôi thì nó đi theo chữ U thì máy hiểu nó là một cái tự thoát, như vậy là bị sai. Đó, ở đây cũng vậy, ở đây nên chúng ta để một cái chéo thôi thì máy sẽ hiểu đằng sau này nó làm cái gì đó, nó là không đúng, nghĩ nó lại thành một dãy thoát. Bây giờ muốn chuyển thành một dấu chéo bình thường thì chúng ta gõ hai cái chéo thì nó là bình thường luôn. Nhưng mà S thì nó chỉ là cái này. Không, tôi phải print nó ra. Khi tôi print nó ra nó mới đúng, viết ra nên tôi print nhé. Tôi print cái S ra này đúng là cái đường dẫn thật. C2 chấm user admin đây. Khi print ra thì nó mới đúng. Được chưa? À, thì đây chính là cái đây chính là các cái một số những cái tự quan trọng. Như vậy là chéo N là xuống dòng này, chéo T là tab này, chéo U nhỏ, chéo U lớn này. Thật ra còn một cái nữa rất quan trọng là cái chéo X gì cũng không được. Chéo X gì nhé. X gì nó đi liền với gì? X gì nó đi với X gì thì nó đi với là như này, là HH. Đây là ký tự Unicode. Đây là cái tự ASCII đúng không? Cái tự ASCII mạnh nhỏ hơn cái tự ASCII với cái mã hex là HH. Đấy. Đây là trên đây tôi vừa mô tả một loạt những cái tự đặc biệt. Nó gọi là đây đó nó là dãy thoát ở trong sâu ở trong Python. Khi mà chúng ta gõ một cái sâu là chúng ta phải chú ý. Nhé. Thế bây giờ cái nó thêm một cái mẹo nữa, cái mẹo này là hoàn toàn là đặc biệt này, là cái mẹo của Python. Khi mà chúng ta gõ như sâu ấy, mà chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta cũng thấy phải lo lắng ở cái chỗ này có dấu chéo này ảnh hưởng gì không nhỉ? À, có phải nhầm lẫn cái dãy thoát không nhỉ? Thì làm thế nào bây giờ? À, thì có cách như sau này, có một cách như sau là mẹo như sau là khi chúng ta gõ cách này thì chúng ta không quan tâm đến, không sợ là nó bị nhầm lẫn với một dãy thoát nữa. Cách mẹo là như sau. Cách làm mẹo là như thế này. Cách làm mẹo chúng ta sẽ viết khi mô tả cái sâu thì có một cách là chúng ta làm sao là chúng ta sẽ gõ cái tự là vô tư, không bao giờ lo gì nữa. Chúng ta sẽ gõ C2 chấm chéo rồi chéo N chéo T chéo N chéo thoải mái mà không bị ảnh hưởng. Thì làm như nào? Thì làm như sau. Chúng ta gõ cái S, chúng ta gõ chữ R nhỏ. Đấy, xong chúng ta gõ nháy này. Xong trên này chúng ta cũng cho này là sâu bất kỳ. Sâu bất kỳ. Sâu Unicode bất kỳ nhé, đóng nháy lại, Enter. Thì cách này nó sẽ bảo đảm rằng là gì? Là cái sâu này sẽ hiện ra đúng như vậy khi chúng ta in ra mà không sợ là có dấu, không sợ là có dấu ấy nữa. Không sợ là có cái bị sai do vướng phải các cái ràng buộc của dãy thoát nữa nhé. Thì cái chữ R này là thật là nó là cách viết tắt của Python. Trong Python có rất nhiều cách viết tắt. Cách viết tắt thì cái này là cái tự R là từ raw, nhưng là cái dãy thô hay là dãy gốc. Khi chúng ta có chữ R vào đằng trước ấy, thì
ở bên trong này máy tính nó sẽ bảo đảm rằng nó tự động nó chèn vào những ký tự để bảo đảm bảo rằng là nó không bị lỗi nữa. Đây thì tôi viết như này nhé, viết là S thì đây S thì tôi sẽ viết tôi sẽ viết là R sau đó là nháy, xong chúng ta viết thoải mái là C2.user C2 này chéo này user thoải mái này. Đây, xong chúng ta lại chéo chéo, xong chúng ta viết như là U X thì thoải mái, X thì YZ thoải mái, nó không sợ gì cả nữa. Đấy, thì bảo đảm là in ra là cái đúng in ra đúng như này luôn. Enter. Bây giờ tôi print cái S ra thì vẫn đúng như vậy, không bao giờ bị sai nữa. Đấy. Được chưa? Thì như vậy đây là một cách mẹo. Cách mẹo là chúng ta có chữ R ở đằng trước cái show đó, thì cái show này nó gọi là cái show kiểu này nó gọi là raw Unicode. Nó gọi là cái cách viết này, nó gọi là cách viết nó là raw Unicode nhé. Tức là Unicode gốc gốc này nó là raw Unicode. Đây là một cách viết mẹo. Viết mẹo. Thêm như vậy thôi để chúng ta hình dung nhé. Thì bây giờ chúng ta hình dung xem là khi mà chúng ta viết thêm chữ R này mà đằng bên trong chúng ta lại có rất nhiều cái từ vi phạm, thì làm thế nào để một tính nó chỉnh sửa được. Thì khi chúng ta viết R thì làm sao, thì phần mềm sẽ tự động chèn vào giữa các cái sâu đó những ký tự để bảo đảm rằng là nó không bị lỗi nữa. Chúng ta kiểm tra cái việc chèn nhé, enter này. Đấy. Thì máy sẽ chèn vào đằng trước cái dấu này là một cái dấu này nữa này, chèn vào đằng trước cái x là một cái dấu này nữa, thì bảo đảm rằng cái dấu này nó sẽ đúng. Đấy. Thì như vậy chúng ta, hoặc là chúng ta phải nhớ có hai cách chúng ta viết khi chúng ta viết các cái show ở trong Python. Một là chúng ta phải nhớ chính xác ý nghĩa của các cái dạy thoát để chúng ta gọi cho chính xác. Còn cách thứ hai là chúng ta dùng cái khái niệm là raw Unicode string và chúng ta sẽ gõ chữ R đằng trước cái show đó. Thì đây là một cách viết tắt. Ở trong Python có rất nhiều cách viết tắt như thế này. Thực ra những người mà mới làm quen Python này cực kỳ khó chịu khi chúng ta lập trình quen. Thông thường khi lập trình là mọi thứ, tất cả các nguyên tắc viết cái thứ ra là nó phải bài bản, nó phải chuẩn xác. Nhưng mà đây là những cái mà Python cho phép là viết tắt thì nó không chuẩn nữa. Nó làm nó lạ đi một tí, nhưng mà nó ưu điểm là nó rất là nhanh. Thì trong Python có rất nhiều cái nguyên tắc. Cái viết tắt này như chúng ta đã vừa học cái hôm trước là cách chúng ta tạo ra một cái dãy nhanh, một cái list nhanh cũng là một cách là nó không chuẩn. Nhưng mà nó trả lại, đổi lại nó viết rất là nhanh. Thì đây là một cách nhé. Được rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm một số những cái phương thức nữa của cuộc sâu nhá. Đây bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra lại một chút nha. Đây là những cái sâu đây. Thì trong này nó có rất nhiều các phương thức mà chúng ta đã học một vài cái thôi. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem chúng ta sẽ nhấn mạnh một số cái nào. Thì ở trong các cái phương thức này của Python thì trong của show thì có thể chia ra như sau. Có thể chia ra là một là các cái phương thức dùng để có chức năng là kiểm tra xem là cái phương thức này, là cái show này nó có ý nghĩa gì. Đây là loạt cái phương thức này. Phương thức như là có chữ y đằng trước này, is a5 này, is alpha này, is ASCII này, đúng không? Is decimal này. Đấy. Thì đây là những cái phương thức để kiểm tra xem cái số đó có chứa ký tự đặc biệt nào không. Nó có phải là, ví dụ như is ASCII là kiểm tra xem số đó có phải là chứa toàn bộ các ký tự ASCII hay không. Is decimal để kiểm tra xem là cái sâu đó là có chữ là toàn toàn là toàn là chữ hay không, toàn là chữ số hay không, số từ 0 đến 9 hay không. Đó, ví dụ như vậy. Thì đây là một loạt những cái hàm đó, nó là một loại nhé. Loại thứ hai là cái loại và phương thức thứ hai là cái phương thức mà dùng để biến đổi. Biến đổi. Đây biến đổi thì nó có cái lệnh, có những cái như là đây cho các bạn xem một vài cái nhé. Biến đổi có cái capitalize này là cái chức năng dùng để mà tự động đổi cái từ đầu tiên của các cái từ đơn ấy lên chữ hoa. Đấy. Cái chức năng title là không phải,
Cái capital line là cái chức năng chuyển đổi cái chữ cái đầu tiên của show thành chữ hoa, còn cái title là cái chức năng để đổi tất cả các cái tự đầu tiên của các cái từ thành chữ in hoa. Đấy. Cái lower và upper chúng ta đã biết rồi đúng không? Cái lower là chuyển tất cả cái tự xuống làm xuống chữ thường, còn cái upper là ngược lại. Cái upper là ngược lại là chuyển tất cả lên 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 lên, lên chữ hoa. Còn chữ swap case, cái hàm swap case là cái hàm mà làm đổi chữ hoa, tất cả đổi chữ hoa thành chữ thường, chữ thường thành chữ hoa. Nhưng mà đây là cái lớp, cái nhóm thứ hai là nhóm những cái phương thức là biến đổi các ký tự của cái show đó. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ cho các bạn này, hình dung ví dụ như này nhé. Đây. Ví dụ như Hà Nội thì không biết yên hoa nhé, không biết yên hoa. Bây giờ chấm này, bây giờ tôi dùng từ là title. Đây cái hàm này, thì cái hàm này nó sẽ trả lại cái show mà chữ H và chữ N là lên lên hoa. Đây, lại này, đây. Thì làm title. Còn cái em ngược lại nhé, bây giờ Hà phải ngược lại mà cái em Hà Nội mà dùng cái hàm là swap case. Cái hàm cầm swap case thì hàm này nó sẽ là chuyển tất cả lên chữ hoa và ngược lại với chữ hoa về chữ thường đó. Cái hàm upper chúng ta biết rồi, hàm lower chúng ta biết rồi. Đấy. Cái hàm capitalize là cái hàm mà chữ đổi chữ cái đầu tiên thôi. Đây thì viết chữ nội chấm capi capitalize. Đây, hàm này đúng không? Đấy, hàm này thì nó sẽ đổi chữ H, H đầu lên lên chữ hoa thôi. Đấy, như vậy là một số những cái hàm mà được rồi. À, cái nhóm nhóm thứ ba, cái nhóm lệnh thứ ba là nhóm lệnh là căn chỉnh trực tiếp đơn giản. Đây, nhóm lệnh là L just này, L sweep này, đúng không? Đấy. Trên này có cái hàm nữa là hàm đây này, chữ L đúng rồi, L just đúng không? Căn phải, L just là căn trái, L just là căn phải đúng không? L sweep là xóa, L sweep là xóa các cái tự trống ở bên trái, L sweep là xóa các cái tự trống ở bên phải. Còn cái sweep không thôi là xóa cái trống ở hai bên. Đấy. Ví dụ như là S, đây tôi biết rồi, S này. Tôi ở bên trái có một số ký tự này. Ký tự trống này. Nhá. Sang bên phải có một số ký tự trống nữa này. Đấy. Đấy thì khi thì S này. S L sweep. S.L sweep. Strip thì cái hàm này nó sẽ xóa các cái tự trống ở ở bên trái của S, trả lại là cái là xóa đi các cái tự này này. Đấy, đi. À ở đây này, còn bên phải nó vẫn giữ nguyên. Còn cái ngược lại là L L L strip thì nó xóa các cái tự trống ở bên phải. Nó xóa cái tự này đi này. Đấy. Enter nhé. Thì bên phải bị xóa, còn bên trái nó vẫn giữ nguyên. Còn bây giờ là muốn xóa cả hai bên ta dùng từ S. Đây là cái hàm nó xóa tất cả các tự trống ở cả hai bên, ở hai đầu bên trái bên phải của cái số S. Đấy. Như vậy là cái đó là những cái em cái các cái nhóm mà các cái phương thức là căn trái căn phải, được chưa? Rồi và cuối cùng là có hai cái lệnh sau đây thì tôi chỉ nói sơ qua, không thể nói kỹ được vì nó rất là phức tạp. Đó là hai cái lệnh liên quan đến hai cái phương thức liên quan đến là tạo khuôn sâu nhé. Chính là cái lệnh gì, chính là cái lệnh format đây này, các bạn xem nhé. Nó có hai lệnh rất quan trọng này, thì thật ra cái phần là format sâu, tạo khuôn sâu của Python nó rất là phức tạp. À, kiểm tra đó là hai lệnh, lệnh là format là một và hai lệnh format mét
thì hạn này thì nó rất chuyên sâu thì tôi không chỉ nói như vậy thôi để chúng ta hình dung, còn chúng ta sẽ tự tìm hiểu thêm nhé. Bạn tự tìm hiểu ở trên chúng ta đây là hai lệnh rất là sâu sắc của Python, thì các bạn có thể xem trong cuốn sách nha. Python cơ bản của tôi đã nói tôi nói kỹ những cái này nhé. Đó, như vậy tôi vừa mới trình bày lại một lượt nữa những cái chúng ta gọi là nâng cao hơn của sâu. Như vậy là ở trong Python thì trong Python thì đây tôi sẽ lại đây nhé, nhưng mà trong Python thì list và string là hai cái kiểu ký tự, hai cái kiểu dữ liệu rất quan trọng. List là nó là mảng, còn nó chính là cái dữ liệu mảng ở trong tương đương với dữ liệu mảng của trong trong Pascal, còn string là nó là một dãy các ký tự Unicode, và nó có cả hai cái kiểu dữ liệu này nó đều có cái tính chất chung là nó được hiểu như là một cái dãy, chúng ta có truy cập vào từng phần tử một của cái dãy đó nhé. Như vậy cả hai cái này nó đều có tính chung sau đây, nó là cái kiểu dữ liệu dạng dãy là một dãy cái gì đó. List là một dãy các phần tử bất kỳ, còn str là một dãy các ký tự nhé. Nhưng mà tuy nhiên chỉ có list thì là tương đương với kiểu kiểu dữ liệu mảng, còn str thì không. Nhưng mà list là có ý nghĩa như là mảng, như là cấu trúc mảng mà chúng ta vẫn hình dung được ở trong các cái trong quyển ống tin đấy nhé, cấu trúc mảng. Còn với SQL thì không, SQL thì không không là mảng, mặc dù nó làm dãy các ký tự. Cả hai nó cùng có thì chúng ta nó đều là hỗ trợ là truy cập chỉ số từ không cho đến len len trừ một, len của cái hàm đạo trừ đi một đấy, giống nhau nhé. Rồi gì tiếp theo là nó đều hỗ trợ toán từ in kiểm tra xem là một số con nằm số mẹ hay không, trong phần tử nằm trong dãy hay không, và lệnh for, lệnh duyệt, lệnh for đấy, hỗ trợ lệnh for đấy chưa. Nhưng mà tiếp theo cũng điều khác biệt này là list thì là dữ liệu là khả biến đấy, là khả biến cho phép là thay đổi dữ liệu, thay đổi giá trị của kiểu dữ liệu, còn str là bất biến, là bất biến. Đây là một số những cái tổng kết lại những cái của hai cái kiểu dữ liệu này. Thêm một điều nữa rất là hay là cả hai này cùng hỗ trợ vùng chỉ số, cũng hết nhau vùng chỉ số, tức là cái dạng như này, cái dạng này là start này, xong hai chấm stop này, hai chấm step, cách mô tả một cái vùng chỉ số rất là hay. Thì đây là tôi tóm tắt lại một số những cái ý nghĩa của hai loại nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dành cái phần còn lại của hôm nay, tôi sẽ cùng nhau chúng ta cùng làm một số bài tập. Tôi sẽ làm một số cái bài mà chúng ta ở trong phần mà tôi gửi cho các bạn nhé, một số bài. Bài đơn giản thôi, ví dụ là chúng ta nhớ lại mà khi chúng ta muốn tạo ra một dãy n bằng 30 đi, tạo ra một dãy gồm có là n số 0 thì ta lại viết như sau, tạo ra cái dãy như này chính là cái số 0 ở đây, xong chúng ta nhân với n thôi. Đây là cách tạo ra một dãy gồm có n số 0. Bây giờ tạo ra một dãy gồm có là n số 1, n số 0, sau đó n số 1 thì làm như sau. Thì viết là a bằng 0 rồi, nhân với n, xong cộng với 0 cộng với 1 nhân với n, thì đây là cái dãy mà sẽ gồm có là n số 0 và n số 1. Tương tự như vậy là đối với sâu.
nhé. S thì tạo ra một cái dãy n số 0, n n chữ số 0 thì như thế này. Đấy. N chữ số 0 thì là nhân với gì? Nhân với n. Đấy. Đấy, S thì đây. Bây giờ tôi muốn làm ra gì? Muốn tạo ra một cái dãy gồm có là n số 0 n và n số 1 thì như sau, S thì bằng n chữ số 0. Số 0. Số 0 nhé. Nhân với 10 cho nó dễ nhé, sau đó cộng với n số 1 nhân với 10 tức là 10 số 0, xong tiếp theo là 10 số 1, dùng dùng lệnh này. Đúng, đơn giản đúng không? Xin lỗi. Bây giờ tôi làm một cái bài tập như này nhé. Bài tập này tôi sẽ làm sâu được một chút để chúng ta hình dung nhé. Bây giờ cái bài là gì? Cái bài là cho trước một dãy A bất kỳ và hãy đếm xem A có bao nhiêu phần tử, bao nhiêu số hạng khác nhau, bao nhiêu giá trị khác nhau của A. Ví dụ như A đây là 1, 2, 1, 4, 5, 2, 3, 1, 0. Thì ở đây nó dãy A nó len của A nó rất là nhiều đây, len của A nó có rất nhiều nhưng mà số từ khác nhau của nó chỉ là một này, là không này, không này, một, không, một, hai, ba, bốn, năm, nó chỉ có là sáu số thôi. Nhưng mà bài này là gì? Cần phải tính cái số hạng đó, tính cái giá trị đó là có bao nhiêu phần tử khác nhau từng đến một của A. Thế thì bài này là một cái bài rất điển hình mà nó rất đơn giản thôi, không có gì cả. Thì bài này có nhiều cách làm nhưng mà tôi mô tả một cách làm là đơn giản nhé, là như này này. Chúng ta chỉ cần duyệt từ đầu đến cuối thôi, từ đầu đến cuối, và kiểm tra xem là cái số mà chúng ta đang nhập ấy nó có nằm nằm ở phía trước, cái sâu ở phía trước hay không thôi. Nó nằm ở phía trước thì chúng ta không không làm không tăng cái phép đếm lên 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 nữa, còn nó không nằm phía trước chúng ta tăng phép đếm lên một đơn vị. Đây tôi đặt một cái biến là cao nhé. Đấy, và cao bằng không thì khi xong cái âm khi tôi làm xong cái âm khi tôi làm xong cái lệnh duyệt ấy thì cái biến cao nó trả lại chính giá trị đó. Thì cái làm như sau này, chúng ta sẽ duyệt từ đầu đến cuối của A nhé, sau đó là kiểm tra xem từ đó nó có nằm trong cái dãy ở phía trước hay không. Sau đó là bằng cách nhé, thì cái làm như sau này, chúng ta sẽ for in range của A. Được chưa? In của A. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái phần tử AI đó, phần tử AI mà chúng ta lấy ra đó nó có nằm ở trong cái dãy phía từ 0 đến y trừ 1 hay không. Nếu nằm trong dãy từ 0 đến y trừ 1 thì chúng ta bỏ qua, còn nếu mà nó mà không nằm trong thì chúng ta tăng cao lên một đơn vị. Vậy là chúng ta dùng chúng ta dùng cái vùng chỉ số đây. Vùng chỉ số là gì? Là từ đầu cho đến gì? Cho đến y, đến y. Như vậy là cái AI này này, đây là cái vùng chỉ số, là cái dãy con của A bắt đầu từ 0 đến trước y. Như vậy là nếu AI mà không nằm ai thôi, AI not in. Not in. Đấy, thì chúng ta sẽ tăng invalid not in. Đây là kiểm tra lại, viết lại lệnh này nhé. Đây. Đố chỗ nào nhỉ? À, nhân viên A này. If, để thiếu chữ if. Nhé. If AI mà not in. If AI mà nếu mà AI mà không nằm trong cái dãy con này, các bạn đã hiểu chưa? Thì chúng ta sẽ tăng cao lên một đơn vị. Đây. Một đơn vị. Còn nó nằm trong này thôi, chúng ta bỏ qua. Nhưng mà chỉ cần một một vòng lặp như này thôi nhé. Đây rồi. Và chúng ta enter kết thúc. Đấy, kiểm tra xem sai chỗ nào nhé. Cao bằng không.
làm tôi lại đây Tầng nhé. 1 là leo ra thì mình Nhìn à. thì là có xin về lên á lên nghĩa là lên lên án À, biết sai này, chỗ này là không phải, hay nhầm quá, chỗ này không phải A, nhưng chỗ này lại phải len A. đúng rồi. Đúng là nhiều khi nó bị, chúng ta nhiều khi cứ mãi mãi. Với lại là cao này, cao là bằng không này, cao bằng không nhé. Sau đó là chúng ta sẽ lại cái lệnh này và D sửa lại đi là len A. Len A. Bây giờ nó mới đúng nhé. Đấy, được chưa? Nhưng mà for in ren len A này, và với mỗi y như vậy chúng ta kiểm tra số AI có nằm nằm trong cái dãy con trước đó không, từ không chuyển y chuyển một hay không. Nếu không nằm trong thì tăng cao lên một đơn vị, có nằm trong thì thôi. Enter thì cao này chính là cái số mà cần kiểm, cao nó chính là 6. Đây là cách một nhá, cách một như này. Bây giờ vẫn là ý tưởng này, bây giờ tôi viết lại cho nó dễ hiểu hơn thì như này, chúng ta làm này thì cách thứ hai này là dễ hiểu hơn này. Vẫn là tư tưởng là gì, cho cái duyệt trên phần tử của A xem trong cái duyệt đó thì chúng ta sẽ lưu lại một cái dãy con là những phần tử khác nhau mà đã tìm thấy của A từ trước từ đầu chuyến đến vị trí đó. Thì nếu mà x gì nằm trong cái dãy đó thì không tăng cao lên một đơn vị, còn x gì không nằm trong dãy đó thì chúng ta sẽ đưa x gì vào cái dãy con đó và tăng cao lên một đơn vị. Thì là như sau nhé, chúng ta đặt lại là cao, cách đây cách hai này, cao bằng không này. Sau chúng ta đặt B, thiết lập một cái dãy con B. Dãy con B là gì? Dãy con B là cái dãy như sau, là cái dãy sẽ gồm những phần tử, là gồm phần phần những phần tử, thậm chí cái này là cái bài này là không cần cái cao nữa này, cái lệnh này là bỏ này, chỉ cần là chúng ta thiết lập cái dãy con B. B là cái dãy con gồm những phần tử khác nhau của A. Đấy. Thì cái đáp án trả lại chính là len của B nhé. Rồi chúng ta for này, mà viết ngắn hơn là for x in a, duyệt duyệt lần trên a thôi. Sau đó kiểm tra này, if x not in b. Đấy. Nếu mà x mà chưa thuộc b thì chúng ta sẽ bổ sung b, chúng ta sẽ bổ sung x vào b, còn x chưa thuộc b rồi thì thôi. Như vậy là B sẽ luôn là chứa những phần tử là khác nhau của A, khác nhau từ đêm ngoài của A, trong B không có hai phần tử là trùng nhau. Nhắc lại nhé, đầu tiên là B, đặt B bằng rỗng này, sau đó chúng ta for x in A, sau đó là kiểm tra nếu x mà không thuộc B thì bổ sung x vào B. Thì khi chúng ta kết thúc lệnh này thì B nó chính là cái len B, là chính đáp số của bài toán. Nên B nó chính là 6. B chính là cái phần tử khác nhau từng đôi một của A. Đó. Và đây là cách 2 nhé. Cách 2 là chúng ta sẽ như cách 2 là không không cần dùng cái không cần dùng cái cao này, là dùng cái này thôi này. Mọi người đã hiểu chưa? Đây là cách 1 này nhé. Cách 1 nhé. Đây là cách 2 này. Bây giờ tôi mô tả cách thứ 3. Cách thứ 3 là cái cách mà giải nó giống như là đối với cảm tượng, như là giống như làm trên 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 Pascal. Chúng ta dùng dùng hai vòng for và chúng ta sẽ lồng vào nhau và chúng ta kiểm tra nhé. Thì vẫn cách 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 này là như sau này, cách cách ba này, cách ba chúng ta dùng cái vẫn dùng cái biến là cao là không này, được chưa? Sau đó chúng ta làm như sau này, là chúng ta for y in range nhé, len a được chưa? Đấy. Thì với mỗi y như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra xem AI có nằm trong cái dãy con từ 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 không đến 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 y trừ một hay không. Đấy. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ làm như này, chúng ta sẽ đặt một cái biến b để mô tả xem là b tôi đặt bằng true. Biến b để kiểm tra xem là AI có nằm trong dãy con từ A1 từ A0 cho đến AI trừ 1 hay không. Đó. Sau tôi form làm lại for g in
range y kiểm tra nhé. Đấy, kiểm tra này if này, if và ai mà bằng ag thì tôi dừng lại. Tôi dừng lại và tôi dừng lại và tôi đặt b cái này, tôi đặt b bằng false và nếu mà ai bằng ag thì tôi lập tức là dừng lại nhé, lập tức là dừng lại và quay lại cái vòng lặp trên này. Đấy, nhé. Và tôi đặt b bằng false, b bằng false tức là ai ai là có nằm trong là có chứ, là ai có nằm trong dãy con từ a không cho đến ai trừ một, và tôi là break ra khỏi cái này. Và đây đến đây tôi kiểm tra đây này, if b thì if b thì cao tăng lên một vị, cao bằng cao cũng đấy, được chưa? Ra khi chưa xong thì là biến cao chính là cái biến là cái biến cần tìm cao của chúng ta, là nó chính là ô sao lại ba nó phải là 6 nhỉ, để tôi kiểm tra lại, tôi đợi từ một chút nhé, chỗ này có thể bị sai đấy, đây nhé, ngược lại chứ tôi bị nhầm, đấy, hay bị nhầm thế đấy, nhưng khi mà cứ không rồi bây giờ làm tí đây, chỗ này phải là not b chứ mày, if not b thì if not b tức là b bằng for, tức là ai là hoàn toàn khác với tất cả ai khác toàn bộ với a một a không a một a ai chỉ một, tức là ai không nằm trong dãy phía trước nó thì tăng cao lên một đơn vị, thế này mới đúng nhé. Tức lại cái kiểm tra lại cao nhé, cao nó là ô vẫn bị sai à, các bạn đợi tôi một chút nhé, để tôi kiểm tra chỗ này thì sẽ này. B bằng false này với mỗi i, nhưng mà chúng ta cho for g chạy từ 0 cho đến i trừ 1 và kiểm tra ai, nếu ai mà bằng ag thì dừng lại thoát khỏi vòng for này và đặt b bằng true, sau đó thoát ra, nếu mà ai mà bạn chờ một chút nha. Tôi phải lập trình xem lại nhé. Có ai nhìn thấy tôi sai chỗ nào không nào? Các bạn cùng nhìn với tôi một chút nhé. Cái bài này là cái bài mà cách thứ ba này là mô tả từ mình ra như là một cái cách giải giống như là dùng. Ban đầu phải cho k bằng không chứ ạ? Đâu? À k đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. Đúng sai chỗ đó nhé. K bằng không thì đúng rồi. Bạn kia là nhìn ra được đúng đúng như đấy, như vậy là cách giải là vẫn đúng như thường nhé, vì chúng ta đặt đây là k bằng 3 nên mà cộng lên là thành là 9, như vậy là giải là vẫn chính xác như thường đấy. Rồi vì k của chúng ta là bằng là chính xác, mình cần ghi lại nhé, bây giờ tôi ghi lại thành 3 file chúng ta hình dung nhé, tôi ghi thành 3 cái chương trình nhé, để chúng ta có để ra nhớ lại một chút nhé. Như vậy bây giờ tôi làm cái chương trình như sau này, tôi viết thành 3 chương trình ngắn để tôi ghi lại, sau đó thì để đây bây giờ của chúng ta đây a là cái này đây nhé, a này viết thành trình để chúng ta lưu lại nhé, đây bài tập của chúng ta là cái bài như sau, là cái bài là đếm số các cái phần tử khác nhau của a, của dãy a nhé. A bắt đầu là như này, tôi cho trước là như này rồi nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ mô tả từng đây là cách một nhé, cách một là tôi copy từ bên này sang cái một, tôi dùng chính cái này là cái phần cuối cùng cho nó dễ nhé. Đây, cách một nó là cái này, đây này, cách một chính là cái này nhé. Đây. Cái này là cách mà nó dễ hiểu nhất, tức là nó giống như là, mô tả giống như ở trong Pascal, cách một là cách này nhé, đó
mà chúng ta sẽ print cái print cao ra để ra kết quả. Cách một đấy nhá, nhắc lại cách một này là cách như sau. Cách 1 này, chúng ta ghi lại, chúng ta ghi lại vào thư mục của lớp chúng ta nhé. Đây, trong cái project để đem số các phần tử khác nhau. Dạy cách thứ nhất nhé. Đó, tổ chức A đây này nhé. Thì như vậy là nó lại cho y chạy từ cho y từ 0 đến lên A trừ 1, raise lên A, và chúng ta kiểm tra xem là AI có nằm trong dãy phía trước nó không. Nếu nằm trong thì đặt B bằng true, còn không nằm trong thì là B bằng false. Thì chúng ta dùng cái đoạn này để kiểm tra xem là AI có nằm trong ở bên trong không. Nếu mà cặp một cái gì bất kỳ từ 0 đến i trừ 1 mà AI bằng AG lập tức dừng lại và đặt B bằng true, và cái thoát ra khỏi cái vòng lặp này, chúng ta kiểm tra nếu B mà là vòng for thì tăng cao lên một đơn vị. Đó. Đây là cách 1 nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả sang cách 2. Bây giờ tôi new new sang cái bài số 2, cách 2 nhé. Tôi copy sang đây cho nó dễ, copy vẫn là cái này nhé, copy copy sang cách 2 nhé. Đây là cách 2. Cách 2 chúng ta làm như sau, chúng ta nhớ lại cái bài này, chúng ta dùng cách thứ hai, chúng ta dùng cái hàm này. Đây, chúng ta dùng cái này này. Đấy, rất đơn giản. Cách 2 là để kiểm tra xem AI có nằm nằm ở cái dãy phía trước không, chúng ta dùng cái khái niệm slicing, tức là khái niệm là vùng chỉ số. Bạn thấy nó viết rất là ngắn gọn, là cách thứ hai là như thế này. Đấy. Là như sau, là cách thứ hai là như sau, cách thứ hai là chúng ta là giống như là lớn con vẫn tư tưởng vẫn giống cách trước thôi, cho y chạy từ 0 cho đến n trừ 1 và kiểm tra nếu AI mà không nằm trong dãy con vùng chỉ số dãy con là từ 0 cho đến y trừ 1 thì tăng tăng cao lên một đơn vị. Thế thôi, và chúng ta sẽ in ra đi. Cách thứ hai này là cách cách thứ hai là cái bài tên là bài gì, bài đếm nhé. Bài đếm này tôi sẽ chuyển chuyển sang cái này là số 2. À, và chạy nó vẫn ra đáp số là 6. Đây là 6 nhé. Nên cách 2 nó ngắn hơn cách cách 1. Cách 1 là nó vẫn là nó dễ hiểu nhưng mà nó giống như là chúng ta xử lý mảng ở trong Pascal. Cách 2 ngắn hơn một chút vì chúng ta đã dùng được khái niệm là vùng chỉ số. Khái niệm này ở trong Pascal không hề có. Và nhưng chúng ta thấy nó ngắn hơn một chút. Ngắn hơn rất là nhiều, là chỉ một chút đâu. Cách thứ ba, bây giờ tôi mô tả sang cách thứ ba. Bây giờ tôi đếm vẫn để lại cái này nhé. Cách thứ ba. Thứ ba còn hay nữa nhé. Cách thứ ba là cách này. Này, cách thứ ba. Thứ ba tôi sẽ copy từ từ ngoài chương trình này vào đây. Cách thứ ba là cách này. Rất là nhanh luôn, rất là nhanh, nó có rất là dễ hiểu. Và khi xong tôi in ra, tôi chỉ việc tôi sẽ print ra cái lên ra cái len B. Bài này là cái bài số 3. Vẫn là bài đó nhưng mà có ba cách làm, ba cách làm khác nhau. Thì bài này như sau này, tôi cho x thì duyệt chạy trên A. Với x thì như vậy
Trong quá trình tuyên truyền như vậy thì tôi tạo ra một dãy B. Dãy B là gì? Dãy B là những cái phần tử khác nhau từng đôi một nằm ở phía trước X, nằm từ các là nằm là các cái phần tử khác nhau từ đôi một của các phần tử ở trước X. Thì nếu X mà không thuộc B thì tôi sẽ bổ sung vào B. Đấy. X mà không thuộc B tôi bổ sung vào. Có X thuộc B tức là X là trùng lặp ở phía trước rồi, thôi tôi bỏ qua. Như vậy dùng cái đây chúng ta dùng cái tính năng là động của cái mảng ở trong Python, và cái đề giải này thứ tư là rất là hay, đề thứ ba rất hay, và nhìn rất là gọn gẽ, rất là đẹp. Ta chạy thử này và chúng ta thấy là đa số nó vẫn là thế, nhưng lại có ba cách làm mà khác nhau cho cùng một bài toán, được chưa? Thì ba cái nếu các bạn phân tích một chút thì ba cả ba bài này đều có cái ba bài này đều có cái độ phức tạp mà thuật toán là gần như nhau. Còn nếu mà chúng ta mà muốn tìm hiểu thêm, chúng ta sẽ phải dùng các cái đồng hồ đo, chúng ta tính toán thử. Tại vì thì tôi phân tích cho các bạn một chút nhé. Cái bài này là có hai vòng for lồng nhau này. Trên bài này độ phức tạp của nó là tương đương với là n bình phương, là ô n bình phương đấy. Còn cái bài bài số 2 này, bài số 2 này thì ở cái dòng thứ hai này, đây là vòng for nhé, vẫn là độ dài là n này. Dòng thứ hai này nó có cái lệnh là not in. Đấy, not in, mà cái ai này là có độ dài là có độ cái ai này là cái mảng con là có độ dài là y. Cho nên là cái lệnh mà a not in, cái hàm mà cái toán cử in ở trong dãy, ở trong mảng ấy của Python, nó là cũng mất để y thời gian, mất n thời gian, cũng là on. Vậy ra cái bài này vẫn là on bình phương thời gian. Bài này về mặt lý thuyết là vẫn on bình phương thời gian. Còn cái bài số 3 này, cái bài này nhé, là đây là cái bài này là cái vòng lặp này này là vòng lặp mà mất n thời gian. Cái kiểm tra not in này cũng mất n thời gian. Mình suy ra cái bài thứ ba này cũng là n cũng là on bình phương thời gian. Như vậy là ba bài này về lý thuyết là nói là nó có cái độ phức tạp thời gian là như nhau, là đều là on bình phương thời gian. Em nó thêm như vậy thôi. Nếu có thời gian, nếu mà tìm hiểu sâu hơn nữa, mà khi mà chúng ta mà sau này mà chúng ta bắt đầu học sang cái học thêm những phần liên quan đến đến độ phức tạp thuật toán ấy, thì các bạn sẽ cần tìm hiểu thêm. Thôi thì các bạn chú ý là lớp 10 là chỉ học cái phần là lập trình cơ bản thôi, chứ không 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 hề học một chút nào liên quan đến thuật toán, không hề học một chút nào liên quan đến cái tính tối ưu của thuật toán cả. Nhưng mà đến lớp 11 là có đấy. Thì lớp 11 là học sinh là bắt đầu học đến khái niệm mà thiết kế thuật toán, rồi là khái niệm là độ phức tạp thuật toán, tính toán độ phức tạp thuật toán, phân tích độ phức tạp thuật toán. Thì đây là lớp 11 sẽ là những kiến thức hoàn toàn mới mà từ xưa nay học sinh chưa bao giờ học, chưa bao giờ học. Thì tôi trước để các bạn thấy nhé, từ xưa nay là chúng ta cái trình học sinh giỏi, cái trình thi học sinh giỏi là cái trình chỉ là luyện luyện theo các thuật toán thôi, chứ chưa bao giờ học học sinh học học cách là phân tích thuật toán là chưa hề có, coi như học thuộc lòng thôi. Với những cái bài với cái bài này thì làm như này, bài kia làm như kia, và một có một số những cái phương pháp như là đệ quy hay là chia đệ trị hay là tham lam hay quy động, tất cả đều học thuộc lòng hết, không được. Chưa vào từ trước đến nay là học sinh Việt Nam là chưa bao giờ được học bài bản, chưa được học bài bản và cơ bản về kiến thức thuật toán. Đó. Thì lần này chương trình mới của chúng ta đây là chúng ta sẽ học cái đó từ lớp 11 trở đi, một vào lớp 12 còn học sâu hơn nữa. Tôi thấy để các bạn chú ý thân là các bạn sẽ phải học dần đi kiến thức đó nhé. Năm nay là năm chúng ta là cái năm lớp 10 là chúng ta là học lập trình cơ bản giống như là cái lớp 11 cũ. Còn sang năm lớp 11 mới là học về kỹ thuật lập trình hay là thiết kế ban đầu, thiết kế thuật toán thì nó bắt đầu sâu hơn rồi đấy. Thì như vậy với chương trình mới này là các bạn thấy là nó khác biệt so với chương trình cũ. Thì tôi vừa nói sơ sơ các bạn qua qua cái này nhé. Qua như vậy cả ba cái lời giải này của chúng ta đều là lời giải có độ phức tạp là on bình phương, tức là độ phức tạp của nó là tương đương với n bình phương. Đấy, thì tôi nói thêm một chút nữa thôi về cái bài này, là cái bài bây giờ câu hỏi đặt ra là liệu bài này cái bài tập này liệu hay không là có cái lời giải là rút xuống còn tiêu hơn nữa được không. Đấy, thì đây là một câu hỏi mở nhé để cho các bạn suy nghĩ, và câu trả lời là có, nhưng đòi hỏi về chúng ta phải hiểu sâu hơn nữa về về, về Python. Được rồi, như vậy đây tôi vừa mới làm cái bài
cái bài tập thôi là cũng là hay hay ở trong cái phần mà tôi đưa các bạn, mặc dù rất đơn giản nhưng mà nó cũng hay đúng không? Bây giờ tôi sẽ làm một cái bài tập mà nữa liên quan đến sâu nhé, liên quan đến sâu nhé. Bây giờ các bạn muốn làm bài tập nào là được kiểm tra xong các bài tập nào chúng ta có thể làm nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ làm được cho đây này. Mà tập này là như sau nhé. Bây giờ cho trước. Cho trước một cái số mẹ nhé. Và số mẹ và một cái số con. Bây giờ là bài tập là gì? Bài tập là viết một cái viết với chương trình để làm khác đi với hàm cao. Cái hàm cao là cái hàm là đếm xem là một số con nằm trong số mẹ là bao nhiêu lần, nhưng mà không chồng lớn lên nhau. Bây giờ bài tập là gì? Là kiểm tra viết một cái viết một chương trình để kiểm tra xong số con nó nằm trong số mẹ bao nhiêu lần nhưng mà được phép chồng lớn lên nhau. Lấy ví dụ như này nhé. Đây, những nhà S thì bằng là A B A B A F F C D A B, lấy ví dụ như vậy nhé. A B A, lấy ví dụ như vậy. Được chưa? Rồi, bây giờ số con kiểu là sóc. Số con là A B A. Đấy. Được chưa? Rồi, thì bây giờ cái hàm của chúng ta là hàm là S cao. Hàm này. Sóc. Sóc. Hàm này là hàm là kiểm tra xem là cái số con sóc này xuất hiện trong số S là bao nhiêu lần mà không trùng lẫn lên nhau, thì là 3 lần. Đây này, đây là một lần này, ABC nhé, ABA này, đây là lần thứ hai này, ABA này, và lần thứ ba này, ABA, nó là 3 lần. Nhưng mà tôi cần làm cái hàm mới hơn, làm chương trình mới hơn là tính xem là cái số con này xuất hiện trong số mẹ là bao nhiêu lần mà cho phép trùng lẫn lên nhau. Đấy, thì đây là ABA là một này, một lần này, hai lần này, ba lần này và bốn lần. Cái bài này nếu mà làm chỉ mới 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 của tôi thì là đa số nó phải là bốn. Được chưa? Thế bây giờ tôi sẽ làm thử cái bài này nhé. Bài này thật ra cũng không khó, bài này cũng khó đâu. Làm cái chương trình mà nó tổng quát hơn cái hàm cao này. Cái hàm cao này là hàm là tính số lần lặp mà không trùng nhau của cái số con này trong cái số mẹ này nhé. Thì bây giờ cái bài của chúng ta là tìm cái số lần lặp mà được phép trùng lẫn lên nhau. Thì chúng ta phải sử dụng cái hàm file. Cái hàm file thì S đây file. File. Thì cái hàm file là hàm là kiểm tra xem là cái vị trí đầu tiên của số con nằm trong số mẹ là ở vị trí nào nhé. Vị trí nào? Thì nó là vị trí là không. Nhưng mà file nó còn có một cái em có một cái em nó còn có một cái em có một cái tham số nó rất hay nên có một đôi số là file này, bây giờ sub này và là k. Thì em nhé, cái hàm này như sau này, với k k k là một số nguyên này, thì cái hàm này là tìm xem là cái vị trí đầu tiên của số con sắp trong số mẹ nhưng mà tính từ vị trí k trở đi đó. Mặc định k là nó bằng không, bằng không thì là nó trả về cái vị trí đầu tiên tính tính như không, còn cái này nó trả về vị trí đầu tiên mà tính từ k. Ví dụ nhé, ví dụ với cái k này bằng một, tức là không tính cái đầu này, tính từ đây trở đi này. Đấy. Thì cái mà nó thành nó trả về vị trí là số 2 kìa. Chính là vị trí này này, 2 này. Đấy. Được chưa? Bạn có hiểu hiểu cái hàm file này không? Nhưng mà cái hàm file tổng quát của nó là có dạng là s.file file sub sub và đây là k.
Được chưa? Đấy, thì làm mà cái bài này đúng là bài này hơi khó đấy nhé. Rồi cho ta làm thử cái bài làm đó nhé. Bây giờ làm như sau này. Bây giờ làm như sau, khi mà tôi cứ tìm, tôi đặt cái biến cao là cái biến cao bằng không, và tôi tìm, và tôi đặt biến cao bằng không, k là chỉ số mà tôi bắt đầu tìm, được chưa? Mà tôi tìm, cứ tìm được một vị trí của sắt ở trong cái hàm của cái số con nằm trong số mẹ, thì tôi khi tìm được một vị trí rồi thì tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ phải tăng k lên nhé. Này, cái làm như sau, thì tôi mô tả lại cách cách làm của chúng ta nhé, để chúng ta thấy hình dung là cách làm là như này này. Đầu tiên là tôi tìm vị trí đầu tiên thế này, nó là vị trí không nhé, vị trí không. Thì nếu mà gặp cái vị trí đó thì tôi sẽ làm sao nhỉ? Tôi xem đây này, tôi phải làm cái này này. Cái bài này đúng, bài này hơi khó thật. Thì ra nghĩ lại hơi khó nhé. Bên này tôi sẽ tìm liên tục cho đến khi nào mà cái chỉ số K nó vượt sang bên phải thì thôi này. Nhưng mà bài làm ra tôi sau nhé, tôi là oai này, oai K và nhỏ hơn hoặc bằng, tức là vị trí K mà tôi sẽ tìm ấy, vị trí K thì tôi tìm cái sắp cái số con ấy, là nó là phải s thì và trừ đi len của sắp, chừng nào mà K còn nhỏ hơn cái này, đây là cái vị cái len của s đây này, tôi trừ đi cái len này, tôi chỉ tính tính tới đây này đấy, tính tới đây chứ à, tính đây tới đây nhé, đây là ba cái này, đây là ba này đấy. Thì khi nào mà k còn nhỏ hơn cái này thì ta còn làm đấy. Vậy là oai đó, chừng nào mà k bắt đầu k bằng không, chừng nào mà k còn chưa vượt quá khỏi ra khỏi cái vị trí này thì ta còn làm tiếp theo số là như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem cái chỉ số y, cái chỉ số y là chỉ số gì, chứ là s phi nhé, sắp và k. Đấy, tức là tôi tìm cái vị trí của số con sắp trong số mẹ s, nhưng bắt đầu từ vị trí k, bắt đầu là k bằng không ở đây. Đấy, tìm đây nhé. Đó, thì nếu mà y mà lớn hơn hoặc bằng không thì chúng ta sẽ làm tiếp, còn y mà khác không thì tôi y bằng âm một thì ta trừ ngay cái hàm f và hàm phi này, nếu không nhìn thấy nó trả lại là trừ một nhé. Đấy, thì nếu mà đấy, if mà f y mà lớn hơn bằng không thì làm gì, là gặp rồi thì chúng ta tăng cao lên một đơn vị, tăng cao lên một đơn vị, tăng cao lên một đơn vị. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tăng k lên. Được chưa? Tăng k lên. Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Khi gặp tại một vị trí là y, là cái chỉ số mà đầu lần đầu tiên gặp cái số con này ở trong S gì. Được chưa? Thì sau đó chúng ta sẽ tăng k lên lên vị trí tiếp theo của y. K sẽ bằng là y cộng 1. Tìm vị trí tiếp theo của y. Được rồi, còn nếu mà đây, nếu mà y mà bằng trừ một thì dừng, cái vòng lặp dùng là break. Đấy, thì đây chính là cái đoạn chương trình để tính cái nhắc lại này, làm như sau nhé. Chúng ta đặt k bằng không này, đặt k bằng không này, và chúng ta cái vòng lặp là liên tục cho đến khi mà dừng lại, khi mà cái này là khi mà k mà còn lớn hơn cái này, khi mà k mà nó chạy ra quá ra ra đến cái vùng mà nó mà không thể kiểm tra được số con nữa thì ta dừng lại, hoặc là khi mà y bằng trừ một thì cũng dừng lại, là đây là break. Còn như sau, chúng ta đặt y bằng là cái vị trí đầu tiên mà tìm được số con trong số mẹ s thì bắt đầu từ k, bắt từ vị trí k trở đi, nếu y lớn bằng không thì tăng cao lên một đơn vị và tăng k lên bằng k
ta sẽ chuyển đến vị trí tiếp theo của y, người ta tìm tiếp là y cộng 1. Đó, chúng ta enter. Khi xong rồi thì k của chúng ta chính là cái biến đó. K chính là cái giá trị đó. Sẽ là bằng 0. Thì chưa con Cao ra. bằng cao cộng 1 thầy. À, k cộng 1. Đấy, hay nghe. Nha, kiểm tra một tí. Như vậy chỗ này là phải cao bằng 0 rồi, được chưa? K đây là bằng, để tôi một chút tôi chưa làm lại nhé, bây giờ tôi phải làm lại chỗ này, tôi xóa làm lại. Tôi đặt K bằng 0 đã nhé, K bằng 0. Rồi, bây giờ tôi copy lại này. Đấy, chỗ này là K, K bằng, Cao ấy, cao bằng cao cộng 1 đấy, đếm ấy ạ. Đếm cao lên 1 đấy ạ. đúng rồi, chỗ này phải sang chỗ này nhé. Đấy. Cái này mới đúng rồi đấy. Đấy. Thì bây giờ k của chúng ta nó sẽ phải, nguyên tắc nó sẽ phải là 4 thì mới đúng. Đấy. Nhưng mà đây là một cái bài tập mà hơi khó một chút nhé. Chúng ta phải dùng cái hàm 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 file, là hàm file là cái hàm có ý nghĩa này. Hàm file là hàm kiểm tra xem một số con nằm ở vị trí nào trong trong số mẹ, nhưng bắt đầu từ vị trí k bất kỳ. Nhưng mà k mặc định là không có cái k này thì nó chỉ là không. Thấy chưa? Thì đó là cái, thì chúng ta làm một bài tập khác nhé, bài tập khác nhé. Các bạn nhớ lại cho trường tôi cho cái bài tập mà hôm qua tôi đã viết cho các bạn cần làm bài tập nào tôi sẽ làm bài tập đó nhé. Tôi một chút tôi kiểm tra cái phần mà hôm trước tôi gửi cho các bạn ấy. À, xem các bạn cần làm bài tập nào tôi sẽ làm bài tập đó. Đây này. Đây là cái file mà tôi đã chúc cho các bạn này, mình nhớ cái file này đấy nhé, cái file này là file này. Đây. Mà đơn giản này thôi nhé, cho trước hai dãy AB như thiết tập một dãy C bao gồm các phần tử chung của A và B nhé. Một bài tập đơn giản như vậy. Bài 9 này nhé. Đây, cho trước A và B này, A, B là hai dãy bất kỳ này, A nhé. 1, 3, 7, 0, 8, 10, 15, 100, 1. Ví dụ như vậy nhé, B này, B bằng 0 này, 5 này, 10 này, 20 này, trừ 6 này, trừ 1 này, 15 này, 120 này, 90 này, này, 80. Bây giờ là gì? Đầu bài là gì? Tìm một cái thiết lập một cái dãy C là các phần tử chung của A và B. Thật là bài này nó rất đơn giản đúng không? Vì chúng ta thiết lập C là đầu tiên là bằng cái này thôi. Đây. Sau đó chúng ta chỉ cần duyệt lên dãy A thôi và kiểm tra nếu dãy A phần tử của A nằm phần tử đó mà nằm trong B cho chúng ta đưa vào C, chúng ta for x in A, chúng ta duyệt trên A nhé. Chúng ta duyệt trên trên A. Đấy. Sau đó kiểm tra if mà in b thì chúng ta đưa vào c nhỉ. Bài tập như là như vậy thôi. Đặt c bằng bằng rỗng này, cho x duyệt trên các phần tử của a, kiểm tra nếu x thì nằm trong b thì đưa nó vào c, thì đó chính là phần tử chung. Một phần tử mà chung tức là nằm trong cả a và b thì c chính là cái dãy là các phần tử chung của a và b. Nhưng mà cái bài này là một cái bài đơn giản nhé. Xem một cái bài khác, chúng ta làm thử một cái bài khác nhé. Đây.
Thế là A là dãy bao gồm các số nguyên dương là ước của n, mà này thì dễ, là dễ quá, thì tôi làm dễ dễ cho trước n này đúng không, cho trước n và tìm thiết lập một cái mảng là các phần là các cái ước nguyên dương của n, nguyên dương tức là các số tự nhiên của n. Đây tôi mà này thì là thì quá đơn giản, làm cho để cho chúng ta làm quen thôi. Đầu tiên thiết lập A là dãy rỗng, sau đó là for i in range bắt đầu từ 1 cho đến n cộng 1 nhé, n cộng 1, sau đó kiểm tra if n mà chia hết cho i thì chúng ta bổ sung vào A. Vậy là đơn giản cho y duyệt từ 0 từ 1 cho đến n, mà kiểm tra nếu n là ước của n thì chúng ta đưa y vào A, như vậy A sẽ là các phần tử là ước của A. A như là các cái phần tử là các ước của cũng là các số nguyên dương và là ước của n. Chứ mà này là bài có thể làm nhanh hơn được, nhưng mà thôi tôi làm một mức độ đơn giản như vậy thôi để chúng ta hình dung. Được chưa? À, xong cái bài nào đơn giản nữa chúng ta sẽ làm đây. Bố tôi vừa làm xong đúng không? Tôi làm bài 10 nhé. Cho trước AB này, thiết lập dãy C bao gồm các phân tử khác nhau từng đôi một và có dạng A cộng B. Cho nó A thuộc A và B thuộc B nhé. Rồi, làm bài đấy đi nhé. Bài 10 này. Bài 10 là đây tôi làm lại dùng hai cái dùng chính hai cái này luôn nhé. Bây giờ tìm C làm thiết lập một cái dãy C gồm các phân tử là có dạng là tổng của phân tử của A cộng phân tử của B. Nhưng mà các trong C phải khác nhau từng đôi một, không được phép hai số trùng nhau. Rồi, chúng ta làm lại cái này nhé. Bây giờ tôi định tôi copy lại đây thôi. Để nhìn cho nó dễ thôi. À này. Các bạn thấy khi chúng ta làm bài tập đơn giản chúng ta có thể làm ngay trên màn hình tương tác, chúng ta không cần thiết phải quay vào cái màn hình này. Không cần thiết phải quay vào cái màn hình này, vào cái chương trình soạn thảo nữa nhé. Rồi, bây giờ tôi thiết lập C bằng rỗng này. Xong tôi chỉ việc là tôi for đúng không nào? For x in A nhé. Sau đó là for y in b. Như vậy là hai cái phép mà for lồng nhau thôi đúng không? Sau tôi kiểm tra nếu x cộng y mà nằm trong xe rồi thôi không chung không chăng tôi đưa vào, tôi là if x cộng với y mà not in c thì tôi bổ sung vào c bằng append x cộng thôi. Như vậy là hoàn toàn là các phân tử của C đều có dạng là x cộng y tức là a cộng b, x cộng y xong với x thuộc a và y thuộc b chạy trên tất cả hai cái mảng AB này, và nếu mà nó x mà nó chưa nằm trong C thì mới đưa vào, nằm trong C rồi thì thôi. Vậy suy ra là C là các phân tử khác nhau của cái tổng đó, C chính là cái dãy này. Trong trường tồi nhất là nó có dạng là n nhân m n nhân m số hạng với điều kiện là a là n phần tử, b là m phần tử, mà có rất nhiều số trùng nhau thì nó sẽ bỏ bớt đi nhé. Như đây là cái bài số 10, cũng là cái bài dễ. Bây giờ tôi quay sang phần string nhé. Dạ thưa thầy, Ơi cho em hỏi ngay cái bài số 3 ở cái phần list đó ạ. đâu bài số mấy? Bài số 3 thầy mở lại cái file bài tập đó ạ. Bài số 3 à? Dạ. Cho trước A hay gì? Cái bài đó thì Ừ, em hỏi đi. dạ, cái bài đó là bài mà xóa đi các số lẻ đó Ừ. thầy. Thì em làm rồi mà sao em test nó bị không có
Ví dụ như em cho hai số lẻ liền nhau á thì nó chỉ xóa đi một số lẻ Ừ, đứng liền đó thôi đúng. chứ không xóa đi hết hai số lẻ liền nhau Em à. mà dùng lệnh for là bị lỗi đấy nhé, chắc là bị lỗi, cho nên là bài này là À phải làm mẹo em cơ. kiểm tra số chẵn thì em kiểm tra số chẵn thì đúng nhưng mà cái bài số lẻ thì em làm hai số lẻ liền nhau thì nó bị sai Đúng cái đúng chỗ đúng đúng đó. đúng đúng đấy. Đây nhá, lấy ví dụ nhá này. À, đây nhá. Đây đơn giản nhá này. Nếu chúng ta làm mà đây tôi lấy ví dụ nhá. 1 2 4 3 5 6 7 8. Ví dụ như này nhé. Nếu bây giờ tao làm là sai này, tao làm for x in a sau lại if, nếu mà là lẻ đúng không, nếu mà x thì chia cho hai khác không, thì chúng ta dùng lệnh là a remove như này là nó sai đấy, nó không đúng đâu, nó sẽ bỏ qua đi, này lại bị sai đấy nhé. Thế này là khi mà có hai số lẻ liền nhau là không đúng, thì tự làm thử nhé. Enter này, như vậy a là nghĩa là a nó còn lại số lẻ đi. Khi chạy ở đây nhé, một nó xóa đúng rồi này, hai bốn nó bỏ qua, đến ba nó xóa này, khi nó xóa xong rồi thì năm nó dồn lại, nhưng mà x nó lại chuyển sang số sau, x thì chuyển sang số 6 luôn, như vậy là số 5 nó sẽ bị, khi mà xóa thì số 3 thì 5 nó sẽ lùi lại số 3 và máy không kiểm tra lại số 3 được nữa. Chứ bây giờ chúng ta phải làm mẹo một tí thì cho chúng ta làm được. Dùng này là sai nhé, dùng này là sai đấy. Thì có thể như này này, có thể như này nhé, có thể cái làm là như thế này. Ví dụ như này, chúng ta sẽ em a tôi vẫn biết lại cái a của chúng ta là như này nhé. Có thể có nhiều cách làm như sau. Một cách làm cho an toàn nhất là như này, chúng ta thiết lập b là một cái dãy rỗng, rộng. Sau chúng ta kiểm tra for x in a, in a nhé, in a. Sau kiểm tra là if là x là chẵn thì chúng ta đưa vào b. Nếu x thì mà chia cho hai mà bằng bằng không là chẵn thì chúng ta sẽ bổ sung vào b ở pen x. Và sau lệnh này thì sau lệnh này thì B chính là các số chẵn của A, và sau chúng ta chỉ việc gán A vào là xong, gán A vào B là xong. Đấy. Thì A nó chính là các cái A chính là các phần tử chẵn sau khi xóa các số lẻ của A đi. Thì đó đó là một cách nhé. Cách thứ hai là chúng ta không dùng vòng for mà chúng ta phải dùng cái vòng while, để tôi làm cho bạn xem này. Vòng for nó sẽ bị chưa nhé, đây này. Tôi viết là k nhé, vì tôi cho k bằng bằng không từ đầu này, sao tôi làm sao để y này, y k nhỏ hơn len i, tôi vẫn làm trừ nào mà đấy. Nhé, số là kiểm tra này, if này, if mà ak mà chia cho hai mà chia cho hai mà khác không đấy. Được chưa, thì chúng ta xóa, chúng ta hóa, chúng ta xóa, chúng ta dùng lệnh là a, hay là dùng lệnh là đen được, là đen a, đen đen ak cũng được, hoặc là remove ak cũng được nhé. Khi mà ta xóa ak thì chúng ta khi xóa thì nó sẽ dồn lại, chúng ta không tăng ga, mà chỉ khi khi mà không xóa này, else tức là khi mà ak mà là chẵn đấy thì chúng ta phải tăng cao lên một đơn vị và nó chạy như vậy, nó chỉ chạy cái vòng lặp, nó chỉ chạy khi mà khi gặp gặp AK mà là lẻ thì ta xóa đi, còn gặp chẵn thì ta bỏ qua, tăng tăng cao lên một đơn vị. Đấy, thế là mình là được nhé. Enter này. Thì sau đó A nó sẽ là chỉ là còn lại các số chẵn đấy. Đó. Nhưng mà chúng ta không dùng lệnh for được, thế này là sai. À, sai mà ta mà dùng cái vòng nó quay làm mẹo một tí, để làm quay này và mình là đúng nhé. Các bạn đã hiểu chưa nhé? Còn bài nào nữa không nhỉ, còn bài nào cần phải làm nữa không thì tôi sẽ làm luôn đây này.
Đây nhé, cho trước n là số tự nhiên, bài này hơi khó. Là mà bài này là chuyển số tự phân sang số nhị phân, mà phải viết với giá trị ngược lại. Là không có gì đâu nhé. Được rồi, thế là bài này nhé. Như vậy là n này, chúng ta nhớ lại cái cách cho trước số tự n mà là số thập phân và chuyển sang nhị phân. Đấy, chuyển sang đầu ra là một số nhị phân. Đây này, số 10 nó phải là như thế này đúng không? Thì cho là như sau. Chúng ta lần lượt là chia cho 2, n chia cho 2 và lấy số dư ra và chúng ta ghép số dư vào đây. Sau đó chúng ta sẽ đổi ngược lại trở lại thì nó vẫn được. Thế ta làm như sau nhé. Đây, làm những bài tập này nhé. Đây. Ví dụ chúng ta cho n bằng 10 chẳng hạn nhé. Rồi, làm như sau này. Chúng ta tạo một cái sâu S đi. Ban đầu nó là rỗng. Sâu này sẽ là lưu cái biểu diễn nhị phân của n đây. Thì chúng ta làm như sau này. Y n mà còn lớn không thì chúng ta còn làm. Đấy. Được chưa? Không này. Sẽ làm như sau này. Chúng ta lấy số dư nhé. Chúng ta gọi số dư đó là g, là số dư. Chúng ta lấy số dư n n chia cho 2 là lấy số dư. Sau đó là chúng ta sẽ em s thì sẽ bằng là s thì cộng với str của d đấy nhé. Sau đó chúng ta sẽ giảm n bằng n chia cho 2, giảm dần khi đây n bằng không thì dừng lại. Khi mà thoát ra rồi thì s là các cái dãy các số dư nhưng mà bề dài của nó phải là tính ngược lại của s, thì khi tôi enter này thì enter cái này thì s thì nó sẽ là cái sâu này. Bây giờ là ngược lại, tôi sẽ viết là S thì bằng S thì là đây. Chỉ một. Thì nó mới đúng. Cuối cùng nó là cái này, chính là 1010. Thì đây chính là cái đoạn, cái đây là cái đoạn chương trình để mà tôi viết lại nhé, viết lại đoạn trình đó cho các bạn thành một chương trình hẳn hoi nhé. Đây, tôi viết lại cho các bạn xem. Đây, viết lại thành một cái chương trình thực tế nhé. Đây, new này. Cái chương trình là chuyển số thập phân n sang sâu nhị phân, sang hạnh nhị phân, được chưa? N bất kỳ nhé, như là 1 2 7 chẳng hạn, nó phải ra là 8 số 1 đấy nhé. Đây nhé, y này thì biết là s thì bằng là sâu rỗng, được chưa? Thì là sâu rỗng này. Sau đó là y, chừng nào n mà lớn hơn không chúng ta còn làm. Đây. Sau đó là d bằng là số dư, n số dư của 2, dư của 2. Mà chúng ta s thì bằng s thì cộng với str của d. Sau đó là n bằng n chia cho 2. Sau đó ở đây chúng ta sẽ phải làm ngược lại. Thì có hai cái làm. Cái làm chúng ta dùng s thì bằng s thì như này, dùng dùng chỉ số. À, dùng vùng chỉ số. Đây là cách thứ nhất. Đây cũng đúng. Cách thứ hai. Thật ra khi mà các bạn khi ở trên lớp chúng ta dù cái này cũng có hay nhưng mà chúng ta có thể cho thành bài tập là cho trước một số s thì hãy in ra, hãy tính ra, thiết lập cái sâu là ngược lại của số s thì các bạn làm hoàn toàn làm được. Thì tôi mô tả luôn ở đây nhé, để mô tả ngoài này nhé. Cho trước một số s thì bất kỳ này. A, B, C, D. Bây giờ cần tìm thiết lập cái số mới là ngược lại của s thì có làm được không? Hoàn toàn làm được. Như sau nhé, tôi viết là S1 đi, hay thì viết là kết quả đi. Kết quả là sâu rỗng. Sau đó tôi làm như sau, tôi for y in range nhé. In range từ đâu? In range là từ len
len của S trừ 1 giảm xuống đến 0 trừ 1 giảm xuống với cái ngược như thế này. Và chúng ta sẽ viết là KQ bằng KQ cộng với S Y. Đây là cái chương trình mà sẽ tính được cái KQ là cái không ngược của cái số S Y. KQ sẽ là DCBA. Đây là đoạn chương trình để mô tả tính số ngược. Còn cách viết làm mạnh nhất là chúng ta dùng là KQ bằng S. Cách này thì viết, cách này viết ngắn ngắn quá, dùng là ngắn quá các bạn không hay. KQ nó vẫn là ngược. Đó. Được chưa? Thì bài này chúng ta làm, bài này chính là phần này chúng ta print, cái S ra ngoài. Chính là cái số cần tìm. Để tôi ghi cái này ra. Đó là cái bài là chuyển chuyển số thập phân sang sâu nhị phân. Đó. Chạy thử nhé. PK bằng 1 + 1 = 7 nó ra, nó phải ra là 8 + 1. Đấy, đúng rồi đấy. Với n bằng 10 thì nó sẽ phải ra là 1 0 1 0. Đúng. Hôm rồi chúng ta nghỉ ở đây nhé, nhưng mà hôm nay thì hôm nay là buổi thứ sáu và chúng ta đã hôm nay là tôi đã nói xong cái phần mà theo tôi là một trong những phần khó nhất của Python là liên quan đến kiểu dữ liệu list và kiểu dữ liệu string. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Thầy thầy cho con trở lại qua cái phần cái bài hồi nãy, cái đoạn thứ hai thầy, cái cách thứ hai thầy cho câu đi chép cái đoạn có nó lại cái Cách thứ thầy, hai của cái gì? của cái bài này á thầy, cái chuyển ngược sâu Đây lại đây á thầy. đây, có phải cái này không? Có phải cái này không? Dạ đúng Rồi 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 thầy, cho con em đó. ghi lại đi. Cách này thì nó tự nhiên hơn, nó cảm giác nó dễ hiểu hơn, đúng không? Là dùng cách dùng chính tắc mà không 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 viết tắc. Còn cách này là cách nôm na hiểu ra viết tắt dùng cái slicing, dùng cái vùng chỉ số. Viết tắt tức là cái start, cái tham số start tức là để rỗng, tham số stop để rỗng, nhưng mà nhìn nó hơi mới nhìn vào thì nó hơi lạ, nhiều người nhìn vào đây là nó không quen. Thì cách viết tắt này là cũng dễ hiểu. Sử dụng dựa trên cái hàm range, là hàm dãy, nó gọi là cái hàm vùng vùng giá trị. Dạ rồi, cảm Ừ, ơn cái thầy. nhá, chúng ta nghỉ ở đây nhá. Ừ. Dạ, chào Rồi, thầy. chào các bạn. Chào thầy ạ. Thầy ạ. Chào mọi người nhá.